đã quay trở lại video tiếp theo của tôi. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu với 500 anh em cái sản phẩm tiếp theo rất tốt cho sức khỏe. Đó là cái sản phẩm Flex Chipper Flex. Xin lỗi các bạn, tôi phát âm tiếng Anh không được chuẩn lắm. Đây, Chipper Flex, thương hiệu Nature Made. Thì ở video trước tôi đã sản phẩm được các bạn cái sản phẩm Fish Oil, cái viên dầu cá với rất nhiều omega 3 rất tốt cho sức khỏe. Thì hôm nay tôi tiếp tục để xin giới thiệu các bạn cũng là của thương hiệu Nature Made sản phẩm Flex. Thì Flex là cái viên bổ khớp của Nature Made, hộp gồm 200 viên các bạn nhé. Đây là viên nén 200 viên các bạn nhé. Sản phẩm là hàng Mỹ nội địa chính hãng 100%, có mã vạch, các bạn có thể check code, check mã vạch thoải mái, chuẩn hàng Mỹ nội địa 100% các bạn nhé. Bên shop tôi sẽ bán cái sản phẩm Mỹ nội địa 100%. Đây là hàng sách tay, hàng IE về. Tôi cam kết là nếu như không phải hàng Mỹ nội địa, tôi đền gấp 10 lần. Các bạn lưu ý là tôi bán hàng là đặt cái thương hiệu lên hàng đầu, chuẩn lên hàng đầu nên không ai đi bán sản phẩm để đền gấp 10 lần đâu các bạn nhé. Nên các bạn hãy tin tưởng, tôi dám cam kết đền gấp 10 lần để tôi. Vì sao? Vì chứng tỏ đấy. Vì tôi chứng minh các bạn đây là sản phẩm hàng Mỹ nội địa chính hãng. Bán vài trăm sản phẩm mới đủ 10 lần số tiền này để đền cho các bác nhé. Nên không ai dạy gì mà để đền gấp 10 lần cả. Cho nên là khẳng định 100% đây là sản phẩm hàng Mỹ nội địa chính hãng 100%. Thì không linh tinh lưu thuyên nữa, thì tôi sẽ đưa vào cái chi tiết cái sản phẩm. Thì bao bì mẫu mã này các bạn nhìn rất bắt mắt, màu vàng chủ đạo, viên nang 200 viên, 200 viên nang, 200 viên nang. Đấy, 7 glucosamine là 1500 mg, chondroitin là 800 mg và MSM là 750 mg. Đây, tất cả những số ghi hết ở trên này và đây là sản phẩm của Nature Made. Thì cái công dụng của viên bổ khớp Flex như sau: tăng cường và duy trì sức khỏe của xương khớp. Cái tác dụng thứ nhất là tăng cường và duy trì sức khỏe của xương khớp. Tác dụng thứ hai là bôi trơn các khớp và tăng khả năng vận động. Tác dụng thứ hai là bôi trơn các khớp và tăng khả năng vận động. Tác dụng thứ ba là nuôi dưỡng các mô liên kết xương khớp. Tác dụng thứ ba là nuôi dưỡng các mô liên kết xương khớp. Tác dụng thứ bốn, bổ sung các dưỡng chất cần thiết giúp xương chắc khỏe. Tác dụng thứ bốn là bổ sung các dưỡng chất cần thiết giúp xương chắc khỏe. Và tác dụng thứ năm, tác dụng cuối cùng là ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị hiệu quả các bệnh như loãng xương, giòn xương, thoái hóa xương khớp. Tác dụng cuối cùng là ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến xương như là loãng xương, giòn xương, thoái hóa xương khớp. Đây là viên bổ khớp rất tốt cho xương và sụn khớp các bạn nhé. Đặc trị về xương và sụn khớp. Để anh em mà vận động thể thao hoặc là những người bước sang cái tuổi thoái hóa thì cái vấn đề về xương sụn khớp, đau chân, đau nhức xương khớp là cái vấn đề không tránh khỏi. Đây là một cái sản phẩm đặc trị rất tốt cho xương khớp, vì nó là giúp bôi trơn các khớp, bổ sung, tăng cường khả năng vận động, giúp duy trì sức khỏe của sụn khớp. Vì sao? Vì nó có tác dụng rất tốt như thế. Thì nó thành phần gồm như sau. Thì thành phần của viên hộp của Chip Flex này gồm có glucosamine và hydrochloride, methisulfinylathan là tên viết tắt của MSM đấy, sodium chondroitin sulfate và magnesium chentit, glycerin, BHNAT. Tất cả đều được ghi ở đây các bạn nhé. Đây, sodium này các bạn có thể nhìn thấy. Đấy, ở trên thành phần nó cũng ghi hết rồi. Nói tóm lại là cái sản phẩm Chip Flex của Nature Made này rất tốt cho xương và sụn khớp. Đấy, các bạn nào đang có vấn đề về xương sụn khớp thì sản phẩm này rất là tuyệt vời. Nếu như không thì mình có thể mua tặng bạn bè, người thân hoặc bố mẹ mình, rất là tốt, rất là ok. Một cái sản phẩm rất là thiết thực cho sức khỏe các bạn nhé. Thì mình cam kết cái sản phẩm này là hàng Mỹ nội địa chính hãng 100%. Nếu sai mình đến gấp 10 lần các bạn nhé. Quy cách thì cái hộp này là có 200 viên các bạn nhé.
viên, đây là viên nén. Cái sản phẩm ở Nuôi Sóc mình đang niêm yết với giá là cái sản phẩm này là 1 triệu một hộp này các bạn nhé. 1.000k tức là 1 triệu một hộp này. 1 triệu là chưa bao gồm phí ship, mình ship hàng trên toàn quốc, các bạn chỉ cần theo địa chỉ, số điện thoại cũng như tên của người nhận thì mình sẽ ship hàng tận nơi. Và cam kết đây là sản phẩm hàng nguyên liệu chính hãng 100%, nếu sai mình đến gấp 10 lần các bạn nhé. Đây là một sản phẩm rất tốt, ship flex của Nature Made, hàng Mỹ nội địa chuẩn 100%, mình cam kết nếu sai đến gấp 10 lần. Ok, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chúc các bạn có những ngày hạnh phúc và làm việc thật là thành công với gia đình và những bạn bè, người thân đồng nghiệp của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.